bỏ máy quay xuống. Tao là thằng VTV. Anh chỉ vào tao. Tao là tiến sĩ đây. Mày cứ vừa phải thôi. Anh chỉ vào tao một lần nữa xem nào. Mày chỉ vào mặt tao một lần nữa xem nào. Miệng như nào? Mày có chỉ vào mặt tao một lần nữa hay không? Bây giờ cần giấy tờ gì? Nói. Cần giấy tờ thì nói. Đây, đây cầm giấy tờ đây. Anh đeo khẩu trang lên đã. Ai, ai là người tên nhận giấy tờ? Được rồi. Ai là người tên giấy tờ? Anh đừng có kiểu như này nhá, tôi nói anh. Tôi rồi. Anh chỉ ai? Tôi rồi. Ai là người? Tôi là anh chỉ ai? Tôi rồi. Ai là người tên nhận giấy tờ? Các anh đứng trên đất này, anh bảo người ta tiếp nhận à? Quả ông già mày chưa chết này. Tôi đang là không 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 không. Đừng có xúc phạm, đây là tổ của Covid nhá. Anh đừng có xúc phạm như thế. Đây là tổ chốt của cả khu đô thị đấy. Mà tháng trước 12, 13 giờ đấy. Nói lại với anh này nhá. Tôi không biết xong chưa? Chưa xong. Thế còn thiếu cái gì? Tất cả các giấy tờ của anh trả có gì chứng minh anh người trong này cả. Tôi không ra ngoài. Anh không. Nhà tôi ở đây đấy. Nhà anh tôi không. Anh trả chứng minh được cái gì nhà anh ở đây cả? Làm anh về đến đây, đây anh em chưa kiểm tra, anh đã chửi với anh em rồi. Ai chửi với? Lên xe xả đây. Bắn đi. Đấy. Em đang rất đoàn hoàng, mời anh về. Tôi chưa được thỏa đáng ở hiện tại. Rất nhiều rượu rồi nhá. Tôi chưa được thỏa đáng tôi ở thời điểm hiện tại. Mà anh nói còn đang phừa phả tôi biết tôi rồi nhá. Nó liên quan đến tất cả là nồng độ đo bằng máy. Anh từ từ đang anh đừng làm như thế. Tôi không làm. Để tôi tự nguyện, tôi tự giác. Sau một giây nữa tôi đi. Một phát cái gì? Sau một giây nữa tôi sẽ tự. Còn có phải đón về đây không? Hoàng ơi, đón về đây không? Ngu người chưa?